không nói thì lòng chứ thực ra nếu mà làm phim mà nói đạo lý mà làm phim mà khách được chân thành mình cũng cũng làm nhưng mà tại mình cũng có nói được. Dạ. Nhưng thực sự là nó tôi cũng mỗi người mỗi người mỗi người có cái cà tài nhưng mà thực ra nói thật lòng như vậy nói thì mình rất là dễ chân thành. Dạ. Không phải dễ đúng không ạ? Đúng rồi. Rất khó. Không phải ai cũng xuất khẩu thành thơ đâu. Không phải bạn đang khóc nữa là tuyệt vời. Quỷ hoa. Dạ, xin mời câu hỏi tiếp theo. Mà có quý anh chị nào thay mặt cho Hội Rapper đặt ra câu hỏi về cái vấn đề nóng bỏng của xã hội trong thời gian vừa qua không ạ? Đó chính là hiếm muộn, thụ tinh nhân tạo, rồi những tranh cãi giữa bệnh nhân và bác sĩ á anh chị. Thì không biết là vô tình hay hữu ý mà lại nó trùng khớp với vấn đề này trong phim. Dạ, xin mời quý anh chị. Dạ, em xin chào ekip ạ. Em có một vài câu hỏi dành cho quý anh chị. Đầu tiên là với anh Thái Hòa, em muốn hỏi là lý do gì mà mình lại nhận lời tham gia một bộ phim này, bởi vì mọi người cũng biết là anh khá là kén chọn kịch bản và cái vai diễn lần này của anh có gì đặc biệt, có gì mới lạ hơn so với những cái dự án điện ảnh trước đó của anh ạ? Còn đối với chị Thu Trang, em muốn hỏi một câu đó là chị cùng anh Thái Hòa có một màn hợp tác rất là ăn ý trong Tình Trăng Máu, và khi mà mình đóng từ một cặp vợ chồng chuyển sang hai cha con á, thì anh chị có bị khớp trong quá trình hợp tác chung với nhau không ạ? Và một câu nữa là em muốn hỏi đội ngũ sản xuất của mình á, là con nhóc mót chồng á, thì được phát triển từ một dự án web drama và mọi người cũng biết đến khá là nhiều. Tuy nhiên khi mà để đưa lên màn ảnh rộng á, thì khán giả sẽ có những cái tiêu chí cao hơn so với một web drama. Vậy thì anh chị làm sao để nâng cấp cái dự án của mình cho xứng tầm với một tác phẩm để cho ra rạp vậy ạ? Dạ, đó là ba câu hỏi của em ạ. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của chị. Em hỏi anh Sơn đóng phim này. Mọi người cứ hay nói là anh khó khăn trong việc lấy kịch bản, nhưng thật ra không phải. Với anh thì anh cũng nhận làm nhiều kịch bản tùm lum, nhưng mà đúng lúc, giống như là Thu Trang kêu đúng lúc, đúng lúc mình muốn làm. Rồi khi mình đọc thì như Thu Trang nói, thì khi mà ra gặp Thu Trang kể cái là mình gần như đã đồng ý là vì cái cảm xúc của câu chuyện. Rồi khi mình về mình đọc thấy cái vai nó cũng lạ. Rồi đặc biệt là mình thích cái cảm xúc của cái câu chuyện của bộ phim. Khi mình đọc mình đem lại cho mình thấy cái cảm xúc nó không lẫn lộn với những cái phim khác. Từ đó thì mình làm cái phim này, nó có thể vui, cũng có đoạn vui, nó cũng có những đoạn cười, nhưng mà nó cũng có những đoạn khóc. Nó làm cho nó cho mình cái cảm xúc giống như là mình hạnh phúc và mình vỡ òa, chứ không phải mình khóc vì đau khổ. Thì đó là cái mà mình rất là thích khi mà tham gia cái kịch bản này. Dạ vâng, cảm ơn anh Thái Hòa. Xin mời chị Thu Trang. Sự hợp tác của Trang với anh Hòa trong cái dự án này, hỏi là có áp lực hay không khi mà sau cái Tiền Trăng Máu. Thật ra thì thấy cũng không áp lực gì nhiều. Tại mời được anh Hòa là vui rồi. Tại vì anh Hòa cũng là, mọi người cũng biết và Trang cũng biết, là diễn viên giỏi. Và Trang đã từng hợp tác với anh Hòa cũng hai phim rồi. Cho nên là khi mình biết là anh Hòa vô cái vai đó thì sẽ là ông ba, ông xỉn, chứ không còn là Thái Hòa nữa. Nếu như mà mọi người để ý coi những cái clip behind the scene, nếu mà sau này có phát á, thì mọi người sẽ thấy đôi khi anh Hòa từ bên ngoài là đã hóa thân luôn rồi. Đưa từ đi anh Đại có thấy, nhiều khi em nhìn em thấy anh Hòa đã xả vai rồi, nhưng mà đi ra lấy cơm rồi em vẫn để ý, đi ra lấy cơm lấy nước, còn đi vòng vòng trong set thì đã là giống như mình cảm giác như là một ông xỉn luôn rồi. Sợ anh giống tâm thần vậy? Không có, tại vì thường vậy đó. Không, đúng rồi, thật sự lúc mà lên set là ở bên ngoài thì sao biết, mà lên set mặc dù không quay nhưng mà bận bộ đồ vô là mình thấy anh Hòa là một ông xỉn, chứ không còn là anh Thái Hòa nữa. Rồi, anh không biết đâu, lúc mà anh vừa nhận lời là đêm hôm đó bà Trang cũng ngủ không được luôn á. Bà vui á, bà nói anh ơi anh Hoài nhận lời, bà vui. Anh cả tháng sau anh không ngủ được. Thôi à, anh nói có tiền chàng chải. Lúc mà đang báo tin trong team biên kịch biết là anh Thái Hoài nhận lời, là cô biên kịch kia là nó là thần tượng của em, đó là Dung, là Thái Hoài, nó còn rất là mừng. Trang xin trả lời.